Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thánh Linh đến cho chúng ta, và chúng ta là những người nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và chúng ta sống với Đức Thánh Linh, kết nối với Đức Thánh Linh là một, và đồng hành với Đức Thánh Linh mỗi ngày. Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta những việc sắp xảy đến để chúng ta có thể bước đi, và Thánh Linh luôn luôn dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng sẵn sàng trò chuyện với Chúa, bày tỏ với Chúa những gì trong cuộc đời của chúng ta. Có thể là những điều nào đó yếu đuối, những điều đó nó nan đề trong cuộc sống, chúng ta hãy tỏ bày với Chúa và Ngài có cách để mà giúp đỡ chúng ta và giải quyết cho đời sống của chúng ta. Amen. Và chúng ta phải hiểu điều rất là rõ ràng là anh chị em là bức thư của Thánh Linh. Amen. Bức thư của Đấng Christ. Amen. Amen. Như vậy thì bức thư này là như thế nào? Nào chúng ta biết được những cái bức thư chưa hả? Tôi tin chắc rằng là quý bà anh chị em ngày xưa hay là bây giờ thì hơi nói về những cái bức thư thì nó cũng nó phai nhòa rồi. Không thì anh chị em vào trong máy tính và trong điện thoại nhắn tin đủ thứ hết. Nhưng mà đó cũng là những cái bức thư gửi trong điện thép. Phải mà, bởi vì cái bức thư mà chúng ta gửi bưu điện ngày xưa nó khác bây giờ, phải không? Hồi đó có cái bức thư, rồi chúng ta có cái bao bên ngoài, rồi chúng ta có cái rụng bên trong. Đó là những cái bức thư được gửi từ bưu điện đến người yêu của mình. Amen. Amen. Và bức thư đó có thể tỏ bày tất cả những cái điều gì đó trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta là bức thư mà chúng ta cũng tự soạn thảo. Nội dung của trong bức thư đó là chính đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể công tình với cha mẹ, anh chị em, mà chúng ta cũng có thể công tình với người yêu của mình. Amen. Amen. Nhưng mà bức thư này nó hơi khác. Khác không quý vị? Phaolô nói như thế này: chính anh chị em chính anh chị em là thư của chúng tôi, đã viết trong lòng chúng tôi được mọi người đều biết và đọc. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa Cứu Thế. Ông nói rằng là bức thư, anh chị em là bức thư, nhưng mà bức thư này của chúng tôi, ở trong lòng chúng tôi. Và anh chị em là bức thư, nhưng mà bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ thì không phải chúng ta là một bức thư như ngày xưa nữa, tự soạn thảo là nội dung thuộc về mình, nhưng mà đây là bức thư của những người lãnh đạo tạo ra và của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Như vậy thì chúng ta suy gẫm, chúng ta trở thành một bức thư không phải tự chúng ta cố gắng để trở thành một bức thư để người ta biết và đọc. Amen. Nhưng mà do công sức của những người đi trước chúng ta, những người làm chứng cho chúng ta, những người cầu nguyện cho chúng ta, và qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã biến đổi cuộc đời chúng ta để chúng ta mới trở thành một bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen. Bức thư này hoàn toàn khác bức thư ngày xưa quý bà anh chị em đã gửi cho người khác hay cho người yêu của mình. Nhưng mà bức thư này có thể gửi cho rất là nhiều người, và nhiều người nhìn thấy quý bà anh chị em và họ biết được cái nội dung trong đó, họ có thể biết, họ có thể đọc được những gì mà cuộc sống của anh chị em. Nếu là ngày hôm nay anh chị em ở một nơi nào đó, anh chị em là một bức thư của những người lãnh đạo soạn thảo và là bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng mà những người xung quanh chị em không biết được mình là một bức thư để người ta biết và đọc. Thư là để người ta đọc. Amen. Thư là để người ta biết, chứ không phải là một bức thư bình thường chỉ có một người đọc mà thôi. Không phải là như vậy. Nhưng mà bức thư này nó hoàn toàn khác, và bức thư này nó có cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Bức thư này là bức thư mà nó tỏa sáng vinh quang của Đức Chúa Trời, vì người nhìn thấy và có thể đọc được. Amen. Như vậy là chúng ta có một bức thư vô cùng quan trọng. Mỗi một chúng ta là những bức thư vô cùng quan trọng. Phải vậy không quý vị?
nên chúng ta rất cẩn thận. Không thể là một bức thư mà người ta nhìn vào, người ta lắc vào. Nhưng mà người ta nhìn vào thì ta lắc vào. Amen. Amen. Người ta thấy đời sống của anh chị em tỏ ra, người ta gật đầu cảm tạ Chúa, đúng là cái người này có Chúa thật, đúng là cái người này là môn đồ của Chúa Giêsu. Bởi vì sao? Bởi vì người đó yêu mến lẫn nhau nên người ta biết mình là môn đồ của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Người đó nhịn nhục, người đó sống một đời sống không ganh tị, không hơn thua với người khác, luôn luôn hạ mình, luôn luôn khiêm nhường và luôn luôn trở thành là những người quân phục. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Chính anh chị em là thư của chúng tôi đã biết trong lòng chúng tôi, được mọi người đều biết và đọc. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa cứu thế, do chức vụ chúng tôi soạn thảo, không phải viết bằng mực nhưng mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống, không phải viết trên tảng đá nhưng trong lòng người. Cảm ơn Chúa. Nếu không có cái người dẫn dắt anh chị em, anh chị em không thể nào trở thành một bức thư được. Amen. Ở đây nói lên chúng ta sống một đời sống tỏa sáng, chúng ta đang sống một cái đời sống gọi là rất bình an, rất phước hạnh. Chúng ta đang sống ở nơi một nơi an toàn dưới sự che phủ của Đức Chúa Trời, dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Và chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta sống như vậy là vô cùng tuyệt vời. Người bên ngoài người ta rất là lo sợ, tiền của nhiều thì lo sợ nhiều, họ sợ ám sát, họ sợ chết rồi không hưởng được những gì họ có, phải không? Họ sợ mất của, họ sợ đủ mọi điều hết. Nhưng mà chúng ta thật sự dưới sự che phủ của Đức Chúa Trời, chúng ta được an toàn. Và hãy nhớ rằng chúng ta cần phải có tấm lòng biết ơn. Bức thư hay là nói lên là chúng ta là một người được thật sự được tái sanh, chúng ta là một người mới của Đức Chúa Trời, được gọi là con của Đức Chúa Trời. Có phải nếu chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời, có phải là chúng ta được sự giúp đỡ của những con người dẫn dắt đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời, hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta biết là chức vụ của Thầy Tế Lễ và chức vụ của Đại sứ của Đức Chúa Trời đem sự chữa lành, đem sự hòa giải và cầu thay cho chúng ta rất là nhiều, thì chúng ta mới trở thành một bức thư của Đức Chúa Trời chứ. Như vậy thì chúng ta cần phải biết ơn. Amen. Amen. Chúng ta có biết ơn những người lãnh đạo mình không? Có rất là nhiều người đáng thương, có nghĩa là không biết ơn những người lãnh đạo mà trái lại là phản bội, trái lại là chống địch. Bởi vì lý do không biết mình là bức thư của Đấng Christ. Amen. Nếu chúng ta biết chúng ta là bức thư của Đấng Christ thì chúng ta rất biết ơn những người lãnh đạo. Và Chúa dạy là hãy học theo đức tin của họ. Amen. Hãy học theo đức tin của họ. Rồi hãy gì? Gì nữa? Cũng phải những gì mình có đó dâng hiến cho những người dạy dỗ mình. Amen. Amen. Những người chăm sóc mình. Bởi vì họ chịu trách nhiệm với linh hồn anh chị em. Amen. Bởi vì nó biết được, nó được lớn lên là bởi sự chăm sóc, bởi sự sinh thành, bởi sự chịu đựng, kiên nhẫn và mình trưởng thành. Thì những người của Đức Chúa Trời, chúng ta biết được là mình đã ở trong vương quốc thiên đàng, mình đã được tái sanh, thấy thiên đàng, vào thiên đàng, hưởng được tất cả những cơ nghiệp của thiên đàng. Thì chúng ta luôn luôn biết ơn những người dẫn dắt anh chị em. Amen. Không phải chỉ một sư mà thôi, nhưng mà biết bao nhiêu người dẫn dắt anh chị em là những người anh chị, những người đi trước anh chị em đã dẫn dắt mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa Cứu Thế. Bây giờ chúng ta xác định là chúng ta là bức thư của Chúa Cứu Thế không ạ? Amen. Hãy nói với người bên cạnh này, bạn là bức thư của Chúa Cứu Thế. Lớn lao vô cùng, không phải bình thường đâu. Bức thư này rất quyền năng đó. Amen. Bức thư này có thể là đặt ra những cái đau sợ lành. Bức thư này có thể là chữa lành mọi cái bệnh tật của
sẽ làm họ thấy anh chị em tuổi quý, họ thấy anh chị em sống một cái đời sống vô cùng tuyệt vời. Họ ham thích, họ thấy rằng là tình yêu của Chúa đang dậy. Khi họ bước vào cái hội thánh của Chúa, họ cảm nhận được một cái điều gì đó nó khác thường, đó là sự bình an, sự vui mừng và đầy dẫy tình yêu thương. Amen. Bởi vì tất cả anh chị em là những bức thư của lão đó, người ta viết không phải viết bằng mực nhưng mà bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hạt sống. Amen. Mỗi khi một sư giảng cho anh chị em hay là dạy dỗ anh chị em là bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hạt sống, bằng thánh linh và quyền pháp đã ghi vào trong tấm lòng anh chị em chứ không ghi vào trong bảng đá như thời kỳ luật pháp. Amen. Thời kỳ luật pháp là Đức Chúa Trời ghi 10 điều gắn trong bảng đá và biết bao nhiêu điều được ghi trong những cái cây trúc hay là viết bằng da, viết bằng đá, rất là nhiều cách viết do con người viết ra, nhưng mà chính 10 điều răn là chính tay của Đức Chúa Trời viết trên bản đá, và đây là điều được nhắc nhở lại. Đức Chúa Trời ngày xưa viết trong bản đá cho dân Israel, nhưng mà bây giờ viết bằng thánh linh ở trong lòng anh chị em. Amen. Lâu nay anh chị em đã học, anh chị em đã nhận lời của Đức Chúa Trời, và trong lòng anh chị em thật sự còn nhớ lại, được đã được ghi lại trong lòng của anh chị em rồi. Và mỗi khi có năng đề, mỗi khi anh chị em có xảy ra một điều gì đó, thì thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ nhắc lại lời đó cho anh chị em. Và chính lời đó là lời có thể giải quyết mọi năng đề trong cuộc sống. Lời đó có thể đem lại sự chữa lành cho anh chị em. Lời đó sẽ làm cho anh chị em đầy dẫy cái sự vui mừng, không còn buồn tuổi nữa. Lời đó làm cho anh chị em vui sướng, hạnh phúc trong Đức Chúa Trời của mình. Amen. Amen. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa Vương Thế, do chức vụ chúng tôi soạn thảo, không phải viết bằng mực nhưng mà bằng thánh linh của Đức Chúa Trời sống, không phải viết trên tảng đá nhưng trong lòng người. Amen. Nên chúng ta cần phải chú ý để nghe. Cái điều đầu tiên, lời của Chúa sẽ vào trong tâm trí của chúng ta, nhưng mà nó phải vào trong con tim của chúng ta, đó là tấm lòng của chúng ta. Amen. Amen. Giữa tấm lòng của chúng ta và tâm trí của chúng ta nó có một cái sự nối kết rất là chặt chẽ, không thể thiếu trong tâm trí này. Nhưng mà thật sự ghi vào tấm lòng, trong tấm lòng của chúng ta. Nhiều người đọc Kinh Thánh mà chúng ta khóc, đúng không? Nó đụng chạm vào trong con tim của chúng ta, nó giải quyết, nó thành những cái phép lạ đi cuộc đời của chúng ta. Nhiều người được đụng chạm, nhiều lúc chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, nhiều người được đụng chạm. Ngày hôm qua thì tôi thấy khi mà thờ phượng những người phụ nữ hoặc thờ phượng Đức Chúa Trời, có những con người mắt nó đỏ que, nước mắt đổ ra, nhiều người rất là kính kiền trong sự thờ phượng Chúa, được thánh linh của Chúa thăm viếng, được thánh linh của Chúa đụng chạm. Bởi vì mỗi cuộc đời của chúng ta, tấm lòng của chúng ta không phải biết bằng mực trên tảng đá nhưng mà bằng thánh linh trong tấm lòng của chúng ta. Amen. Mà viết bằng thánh linh trong tấm lòng của chúng ta, đó là một cái điều mà thế giới này không thể có được đâu. Amen. Khi quý vị có lời của Đức Chúa Trời được viết bằng thánh linh ở trong tấm lòng của chúng ta là vấn đề vô cùng lớn lao và vô cùng tuyệt vời. Đây nó lên một cái sự siêu nhiên, một cái sự mầu nhiệm mà người khác khó mà thấu hiểu được. Nhưng mà anh chị em có thể thấu hiểu được là lời đó được ghi vào trong tấm lòng của chúng ta bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hạt sống. Amen. 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 Đây là vấn đề thuộc linh mà nhiều người xác định người ta không hiểu được. Chỉ những con người thật sự được tái sanh, thì những con người thật sự được thánh linh của Đức Chúa Trời đụng chạm bởi lời của Ngài, và những lời đó đã giải quyết nan đề trong cuộc sống của họ, lời đó đem cái sự chữa lành cho đời sống của họ. Tôi biết trong hội thánh có nhiều người có những nan đề trong cuộc sống, có những bệnh tật, rồi sau đó họ nghe được tiếng phán của Chúa. Cái tiếng phán đó là của thánh linh Đức Chúa Trời, và tiếng phán đó nó ghi vào trong con tim của chúng ta và đụng chạm con tim của chúng ta, và chúng ta rung động trong lúc đó, được rung động và rất là hạnh phúc, rất là vui sướng. Và chúng ta áp dụng lời của Đức Chúa Trời ngay tức khắc, và phép lạ đã xảy ra trong cuộc đời của mình.
Chúng ta thấy được các sứ đồ khi mà Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu nói rằng hãy theo ta thì sao? Lời đó ghi vào lòng của họ, đụng vào con tim của họ, họ rung động và lời đó xúc động và họ đứng dậy và đi theo Ngài. Họ là bức thư của Chúa Cứu Thế Giêsu, chính Chúa Giêsu vào ghi trong lòng họ bằng Thánh Linh chứ không phải là thời kỳ luật pháp là viết bằng mực trên tảng đá, nhưng mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. Và qua đó thì chúng ta thấy được là các sứ đồ trở thành những bức thư của Chúa Cứu Thế, được Chúa Cứu Thế soạn thảo luôn. Amen. À, được Chúa Cứu Thế kêu gọi và Ngài đã dạy họ trong 3 năm rưỡi đó, rồi họ trở thành những bức thư của Chúa Cứu Thế và họ tiếp tục cho chúng tôi soạn thảo. Amen. Và do chúng tôi soạn thảo nhưng mà viết bằng Thánh Linh trong lòng anh chị em chứ không phải là do chúng tôi. Amen. Ông nói như thế này, không phải tự chúng tôi có khả năng để người ta thừa nhận rằng một việc như thế do chúng tôi mà ra, trái lại khả năng chúng tôi là do Đức Chúa Trời ban. Amen. Khả năng chúng tôi là do Đức Chúa Trời ban. Tất cả những gì họ làm để tạo cho anh chị em một bức thư để tỏa sáng, để người khác biết và đọc, thì tất cả đó là khả năng Đức Chúa Trời ban. Chứ họ cũng chẳng có khả năng gì hết. Amen. Nếu không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì lời của Đức Chúa Trời đến với anh chị em là văn tự làm cho chết mà thôi. Amen. Nhưng mà bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài ghi vào lòng anh chị em và Paulo nói rằng Đấng đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết nhưng giao ước Thánh Linh, vì chữ viết thì giết chết nhưng Thánh Linh ban sự sống. Nên ngày hôm nay lời của Đức Chúa Trời ghi vào trong lòng anh chị em, lời của Đức Chúa Trời đụng chạm con tim anh chị em là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống chứ không phải bởi văn tự nữa. Amen. Amen. Là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Thánh Linh đã ghi vào lòng quý bà anh chị em lời của Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà vô cùng lớn lao cho cuộc đời của chúng ta ngay hôm nay, là chúng ta ở trong một giao ước mới, là giao ước Thánh Linh chứ không phải là giao ước của luật pháp, không phải là trong thần Mô-xê nữa, nhưng mà ngày hôm nay là giao ước mới. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu đến cho chúng ta để chúng ta nhận lãnh và chúng ta được cứu rỗi, và chúng ta tiếp tục bước vào giao ước thứ hai, đó là giao ước Thánh Linh. Amen. Và toàn bộ nội dung của lá thư là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ghi vào trong lòng quý bà anh chị em. Cái điều vô cùng quan trọng đó là cái sự tiếp nhận của mỗi một chúng ta. Có nhiều người ghi vào nhưng mà chúng ta không có suy gẫm. Được Thánh Linh dạy, chúng ta có đức tin, chúng ta amen đó, nhưng mà chúng ta lại không suy gẫm để mà làm theo. Nhưng mà nhiều người suy gẫm để làm theo thì tôi tin chắc rằng bức thư đó sẽ tỏa sáng. Amen. Bức thư đó làm cho nhiều người chú ý, nhiều người sẽ bước theo. Có những con người thật sự họ chưa rao giảng, họ còn yếu về vấn đề rao giảng cho người khác, bằng chức năng cho người khác, nhưng mà họ có một đời sống tỏa sáng, có một cái đời sống quá tuyệt vời, và nhiều người cũng chạy lại và nói với họ rằng do tôi theo Đức Chúa Trời, tôi ăn của chuyện rồi. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em là bức thư do những người lãnh đạo thiết lập soạn thảo, và nội dung trong bức thư đó là lời của Đức Chúa Trời, là ghi bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng xóm, chứ không phải bằng mực trên tảng đá, nhưng mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời ghi vào con tim của anh chị em, ghi vào tấm lòng của anh chị em. Chúng ta nhớ Marie không ạ? À? Em của Marie. Marie ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời của Ngài. Còn Marie thì lo phục vụ. Và bà
cũng bực bội, thấy em của mình cứ ngồi đó không có giúp mình. Còn Chúa thì à, như thế rồi mà còn cứ giảng cho nó, để cho nó ngồi mà không giúp đỡ đời sống của mình. Nhưng mà Chúa nói ở Ma-thê, ngươi bối rối trong nhiều việc, nhưng mà có việc cần thiết nhất là Mary đã nhận lãnh, và cái phần đó không ai có thể cứu đi được. Amen. Tại sao nhiều con người họ sẵn sàng chết? Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đi vào trong lòng của họ, lời của Đức Chúa Trời, họ có đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời, và họ sẵn sàng chết chứ không bao giờ bỏ Chúa. Amen. Không bao giờ bỏ Chúa, bởi vì họ là bất hư, và khi mà họ sẵn sàng chết, họ có thể bị tử hình, họ có thể bị ném vào hắc sư tử, nhưng mà thật sự họ trở thành bất hư để nhiều người biết và nhìn thấy cái tấm gương sẵn sàng hy sinh đó, nhiều người được đụng chạm. Một người có thể ngã xuống, 10 người có thể đứng dậy. Họ thánh càng bắt bớ thì nhiều người sẽ bước vào cái hội thánh của Đức Chúa Trời, chứ không phải là Satan có thể tàn hại được hội thánh của Chúa. Amen. Bởi vì mỗi người là bức thư tỏa sáng, một cái sự chết của họ cũng tỏa sáng và làm cho nhiều người đọc chính Chúa Giêsu chúng ta chết trên thập tự giá. Amen. Và nhiều người nhìn thấy, nhiều người đọc được, nhiều người được cứu. Và Ngài đã nói rằng khi ta bị treo lên cây gỗ thì ta sẽ đem nhiều người trở lại cùng ta. Các sứ đồ hy sinh là những cái bức thư rất quý giá để cho thế hệ sau nhìn vào, và họ thánh của Chúa cứ tiếp tục gia tăng, tiếp tục gia tăng. Amen. Gia cơ bị giết, họ thánh gia tăng. Amen. Chứ không phải là bị hạ xuống. Nên chúng ta phải biết được đó, bởi vì mỗi người là bức thư của Chúa Thế Giêsu. Và cái giá trị của những bức thư là như thế nào? Câu số 7 nói nếu giấc ngủ có sự chết ghi khắc trong bằng chữ trên bảng đá, còn được vinh quang đến nỗi người Israel không thể nhìn thẳng vào mặt Môsê, vì mặt ông sáng là hồ quang, dù hào quang chống tàn phai, huống gì chức vụ của Đức Thánh Linh lại không vinh quang hơn nhiều sao? Vì nếu chức vụ có sự khét đáng mà vinh quang như thế, thì chức vụ đem lại sự công chính còn vinh quang hơn biết bao. Nói lên cái giá trị của giao ước mới là giao ước về Thánh Linh đó, nó hơn giao ước cũ là giao ước của luật pháp. Giao ước thời kỳ Môsê là mực ghi trên bảng đá, nhưng mà giao ước mới này là Thánh Linh ghi trong lòng anh chị em. Amen. Đó là lời của Đức Chúa Trời được ghi vào trong lòng anh chị em. Mà ông nói rằng là cái giao ước cũ là giao ước của sự định tội, giao ước của sự kết án, có phải vậy không? À, giao ước cũ là giao ước của sự định tội, giao ước của sự kết án, bởi vì luật pháp cho anh chị em biết tội thì tội anh chị em phải đền. Có nhiều người bị tử hình, có nhiều người thì phạt nhẹ hơn thì không có tử hình, phải không? Đó là giao ước của sự kết án và giao ước của sự tội lỗi. Nhưng mà giao ước chúng ta đang ở đây thì giao ước gì? Nếu chức vụ của sự chết, đó là giao ước của sự chết ghi khắc trong bảng đá còn được vinh quang, có nghĩa là Môsê đầy dẫy vinh quang khi ở trên núi bước xuống thì mặt ông sáng lòa hào quang, để mọi người sẽ đi nhìn không nổi và ông phải lấy tóc ông che lại. Mà nó là chức vụ của sự chết, chức vụ của sự kết ác còn vinh quang như thế, hưởng gì chức vụ của Đức Thánh Linh còn vinh quang hơn biết bao. Amen. Chúng ta đang ở trong chức vụ của Thánh Linh vinh quang nhiều hơn là chức vụ của sự chết và chức vụ của sự kết ác trong thời kỳ luật pháp. Để chúng ta cảm tạ Chúa vì con ở trong chức vụ của Thánh Linh. Amen. Chúng ta đang ở trong giáo ước của Thánh Linh, và đây là cái giá trị lớn lao vô cùng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua các con tớ của Chúa, qua những người đi trước và qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nên mỗi một chúng ta, lòng chúng ta hãy mở ra, hãy amen với lời của Đức Chúa Trời, hãy biết rằng chúng ta đang ở trong một cái giao ước mới này, là giao ước của sự sống, giao ước của Thánh Linh. Giao ước cũ còn vinh quang như thế, huống gì mà giao ước mới thì vinh quang hơn biết bao. Giao ước cũ đó là vinh quang tạm thời, nhưng mà giao ước mới là vinh quang đời đời. Amen. Một ngày nào chúng ta còn sống, chúng ta hãy nhìn thấy cái vinh quang của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta đi đúng cái đường lối của Chúa, nếu chúng ta là những người bước theo Thánh Linh không sống theo xác thịt được. Amen. Đây là luật của Thánh Linh sự sống, chúng ta mới bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Thánh Linh cảm động chúng ta điều gì? Hãy làm theo Ngài. Thánh Linh kêu gọi chúng ta điều gì? Hãy bước đi với Ngài. Nhiều người thì họ không thích Đức Thánh Linh. Mà nói là tại sao mà anh cứ nói Thánh Linh, anh không có nói Chúa Giêsu mà cứ nói Thánh Linh không à? Mà khi người đó hỏi như vậy thì sao? Chứng minh là anh ở trong con đỏ trong Thánh Linh, anh ở trong sơ học của Thiên Lần, có phải không? Bởi vì sơ học của Thiên Lần, tác giả hay bao nhiêu đạo sáu nói là vậy, bỏ qua cái sự sơ học của Thiên Lần về Chúa cứu thế Giêsu. Chúa cứu thế Giêsu khi chúng ta học về triết lý căn bản, khi chúng ta nhận bắp tên Thánh Linh, khi chúng ta nhận bắp tên bằng nước, khi chúng ta được sự sống đời đời, sự đặt tay, sự ăn năn từ bỏ những công việc khác, đó là sơ học của Thiên Lần. Amen. À, nhưng mà bây giờ chúng ta bước đến sự trọn lành, sự trưởng thành, có nghĩa là dân làm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đi ra để làm phép bắp tên cho họ, để giảng cho họ, để dạy cho họ mọi điều, những gì được về sơ học của Thiên Lần. Ngày hôm nay là thời đại của Đức Thánh Linh. Amen. À, Chúa Giêsu nói rằng là ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngày hôm nay là Thánh Linh lãnh đạo, Thánh Linh phán. Và Chúa Giêsu cũng không nói rằng là ngài ai có tai mà nghe hãy nghe lời ta phán, hay là ai có tai mà nghe hãy nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán. Nhưng mà Chúa Giêsu nói lại là ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Amen. Bởi đây là thời kỳ của Đức Thánh Linh. Đây là đấng lãnh đạo và đấng dạy dỗ dẫn dắt, và Thánh Linh của Chúa luôn luôn dẫn dắt chúng ta. Giao ước mới là không phải giao ước về chữ viết, nhưng mà giao ước về Thánh Linh. Giao ước về chữ đó là giao ước mà nó đem sự chết và sự đền tội phải không ạ? Nó đem sự kết án, nhưng mà giao ước Thánh Linh là đem đến sự sống. Amen. Giao ước đủ đó còn vinh quang như thế, và cái vinh quang đó chỉ là tạm thời thôi, nhưng mà giao ước mới là vinh quang hơn. Vinh quang của giao ước cũ và vinh quang đó là vinh quang đời đời. Amen. Nên Thánh Linh ở đâu? Nơi đó có sự tự do. Amen. Ở Thánh Linh ở đâu thì nơi đó có sự tự do. Thánh Linh ở trong quý vị thì quý vị được tự do. Amen. Đây là niềm giá trị vô cùng, nên cuộc đời của chúng ta phải hiểu rõ để chúng ta thật sự trở thành một bức thư của Chúa Cứu Thế Giêsu viết bằng Thánh Linh và trong lòng của quý vị. Những bạn chị em có thấu hiểu không? Có hiểu được không ạ? Có nhiều người nói rằng là coi như là sự giảng cao quá rồi, nhiều người không hiểu. Chúng ta cần phải thuộc linh. Amen. Nếu chúng ta con đỏ chúng ta khó hiểu thật, nhưng mà chúng ta là những người thuộc linh, là những người hiểu biết về Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu biết về giáo ước mới này, thì chúng ta sẽ dễ dàng khó hiểu. Bởi vì cái dòng chảy từ A đến Z, mà nếu chúng ta thật sự lâu lâu thì chúng ta đi nhóm một bữa, chúng ta nghe một bữa thì chúng ta khó hiểu thật. Nhưng mà nếu chúng ta nghe ngày 1 rồi ngày 2, ngày 3 cho đến ngày 10, chúng ta có một cái nền tảng nó vững chắc, chúng ta rất là dễ hiểu. Nên nhiều người khó hiểu bởi vì lý do chúng ta không có trung tín trong cái việc mà học hỏi lời của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cũng mất đi những cái bài, những cái tập phía trước chúng ta mất đi, chúng ta không hiểu. Các em ạ, à, cảm ơn Chúa. Huống gì chức vụ của Đức Thánh Linh lại không vinh quang hơn nhiều sao? Vì nếu chức vụ cách ác mà vinh quang như thế, thì chức vụ đem lại sự công chính còn vinh quang hơn biết bao. Thật vậy, trong trường hợp này, chức vụ cũ đã được vinh quang sẽ không còn vinh quang so với sự vinh quang vô hạn. Vì nếu cái sẽ tàn phai đi còn được vinh quang như thế, huống gì cái tồn tại mãi mãi sẽ được vinh quang nhiều hơn biết bao. Amen. Vì có niềm hy vọng đó, chúng tôi rất mạnh dạn. Amen. Tôi cũng rất mạnh dạn dẫn cho anh chị em, hãy giữ vinh quang của Đức Chúa Trời, hãy giữ bức thư của mình luôn luôn tỏa sáng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Bức thư của chúng ta phải là một bức thư đầy dạy vinh quang của Đức Chúa Trời. Amen. Mà vinh quang này phải liên tục giữ gìn, để rồi vinh quang này gọi là vinh quang đời đời. Amen. Nếu chúng ta không có vinh quang đời đời thì sao? Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta thì chúng ta được vinh quang. Amen. Ngay trong câu số 20 thì nói rằng là từ vinh quang qua vinh, câu số 18 đó, từ vinh quang qua vinh quang bởi Chúa là Thánh Linh.
từ vinh quang này qua vinh quang khác bởi Chúa là Thánh Linh. Bởi vì cái bức thư này ghi lại rất là nhiều phép lạ xảy ra trong cuộc đời của mình, không ạ? Chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều phép lạ trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta đồng hành với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ghi vào rất nhiều rất nhiều rất nhiều trong tâm lòng của chúng ta. Một khi tôi có thể viết một cái đề tài thì trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời và ngài gợi ý cho tôi ngồi tôi viết hết điều này rồi điều khác nó xảy ra, và tôi cứ tiếp tục viết, mỗi ngày tôi có thể viết được 4-5 trang A4. Là tư tưởng ở đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời tỏ ra và ngồi và viết như vậy. Lý do sao? Bởi vì trong cuộc đời của mình kinh nghiệm quá nhiều những điều mà Đức Thánh Linh đã ghi vào trong tấm lòng của chúng ta. Anh chị em biết thì anh chị em có thể ghi. Amen. Anh chị em đồng hành với Đức Thánh Linh, ở với Đức Thánh Linh càng nhiều thì được ghi vào rất là nhiều, và mỗi lần Chúa muốn chúng ta ghi ra để giúp đỡ cho người phía sau chúng ta, thế hệ sau chúng ta, thì chúng ta sẽ ghi ra. Tất cả được ghi trong trái tim của chúng ta, không phải ghi trong tâm trí này, nhưng mà ghi vào trong trái tim của chúng ta. Tôi thấy bây giờ mạng xã hội cũng rất là tốt cho chúng ta, đó là chúng ta có thể chụp hình ảnh chúng ta gửi lên trên file đi, giữ lại cho chúng ta là không xóa trong 30 ngày, nhưng mà không bao giờ xóa. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Rất là tuyệt vời. Những cái gì mà chúng ta lưu lại nó còn mãi trên cái mạng xã hội đó. Còn mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà ghi vào trong trái tim của chúng ta, nó vẫn còn mãi. Amen. Nếu chúng ta cầm nó, những gì mà ghi đã lâu cách đây mấy chục năm rồi chúng ta quên đi, thì nó Thánh Linh ơi, những cái ngày qua ngài ghi vào trong con những cái gì đó, nhưng mà bây giờ con quên rồi, xin Chúa nhắc lại cho con nhớ lại, để chúng ta có thể ngồi lại và ghi lại lịch sử từ cách đây 30 năm cho đến bây giờ, ghi được không? Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ghi vào trong trái tim của chúng ta rồi, thì chúng ta ngồi lại và chúng ta xin Thánh Linh Chúa nhắc con để con ghi lại cái lịch sử cuộc đời của con, hay là ghi lại lịch sử của Hội Thánh Mô-xe như thế nào từ cách đây 30 năm trước. Amen. Đúng không ạ? Được, cảm ơn Chúa. Đó là giá trị vô cùng của một thư trong giao ước mới. Amen. Tôi nói lại, anh chị em là bức thư của những người lãnh đạo, những người đi trước anh chị em, và bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Và cái bức thư này được ghi vào, được những người đi trước anh chị em, những mục sư đã giảng dạy cho anh chị em, đã soạn thảo ra và ghi vào trong tấm lòng anh chị em, không phải bằng mực trên bảng đá, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống trong tấm lòng của anh chị em, trong con tim của anh chị em được ghi vào. Amen. Amen. Và điều thứ tư đó là bức thư này nó có giá trị và nó vinh hiển vô cùng. Amen. Bởi vì ở trong giao ước mới nó vinh hiển hơn cả giao ước cũ. Giao ước cũ thì nó vinh hiển nhưng mà chống tàn phai, nhưng mà giao ước mới nó vinh hiển mà còn đến đời đời. Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với chị em, ngài ở mãi với anh chị em, và anh chị em sẽ được vinh quang từ vinh quang này cho đến vinh quang khác, từ cái phép lạ này qua phép lạ khác, từ những cái điều lạ lùng này cho đến điều lạ lùng khác. Anh chị em, nó vượt qua cái sự tưởng tượng của anh chị em, vượt qua cái sự cầu nguyện của anh chị em, vượt qua những sự mơ ước của anh chị em nữa. Đó là cái sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em, là những bức thư của Đức Chúa Trời, bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy xác nhận chúng ta là bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu để người khác biết và đọc. Amen. Đừng để cái bức thư này, chúng ta thấy nhiều lúc những cái bức thư rồi mấy đứa nhỏ nó không biết, nó ghi vào lung tung, nó thấy cái tờ giấy rồi nó ghi vào lung tung trong đó, nó lộn xộn lắm. Đừng để rơm rác của thế gian nó ghi vào nữa. Amen. Con tim của anh chị em là nơi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ghi vào. Amen. Đừng để những cái gì của thế gian nó ghi vào, đừng để những cái gì mơ ước của thế gian, đừng để những cái gì rơm rác của thế gian nó ghi vào trong con tim anh chị em, nhưng mà hãy để cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời tiếp tục ghi vào những cái gì mà ngài muốn ghi ở trong đó để chúng ta được vinh quang. Amen. Mời Chúa ban phước cho quý bạn chị em. Xin chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta hiệp chung cầu nguyện. Chúng ta sẽ dùng thời gian cầu nguyện 1 phút, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em, và chúng ta sẽ sẵn sàng để dự tiệc thánh. Mỗi một chúng ta ở đây, chúng ta sẽ cầu nguyện. Hãy cầu nguyện đi.
nói với Chúa những gì. Nhiều lúc chúng ta là một cái tờ giấy trắng khi chúng ta được tái sinh. Mà lời Đức Chúa Trời đã ghi vào thì quá ít, nhưng mà lời của thế gian nó đầy chảy trong tấm lòng. Bây giờ xin Chúa tái sinh những điều đó trong tấm lòng của chúng ta. Xin Thánh Linh của Chúa thánh hóa bằng quyền năng của Ngài. Xin Chúa Giêsu dùng huyết Ngài rửa sạch chúng ta những cái gì đó tổng tục thế gian, lời nói của thế gian, tất cả những gì xung quanh thế gian của luật pháp, nó xóa sạch đi để rồi chúng ta là bức thư của Chúa Cứu Thế Giêsu được ghi bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta biết được cái giá trị của bức thư này là vô cùng vĩ đại, tuyệt vời. Và chính Chúa Cứu Thế Giêsu đã chết thay cho chúng ta mới có thể có cái bức thư này. Chắc vinh hiển, đầy dẫy vinh hiển. Hãy xác định đời sống của chúng ta. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.